Kính chào quý vị khán giả, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Có thể nói rằng năm học lớp 6 là một trong những cột mốc quan trọng và đáng nhớ nhất trên chặng đường học tập của các em học sinh. Bởi đây không chỉ là năm học đầu cấp mà đây còn là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ sự đồng cảm, thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng của học sinh khi bước vào lớp 6 và với mong muốn được hỗ trợ phụ huynh, học sinh hiểu thêm về môi trường học tập mới, giúp các em chuẩn bị những hành trang cần thiết, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã biên soạn và xây dựng clip Tự tin vào lớp 6. Ở trong clip này, chúng tôi xin được trình bày hai vấn đề chính như sau. 1. Lớp 6 bao điều mới lạ. 2. Hành trang vào trung học cơ sở. Sau đây, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần thứ nhất. Sang bậc học trung học cơ sở, các em sẽ được làm quen với môi trường học tập hoàn toàn mới. Không gian học tập mới, thầy cô giáo mới, bạn bè chưa từng quen, lại có cả những anh chị lớn hơn. Đứng trước bao điều mới lạ cùng sự thay đổi của độ tuổi mới lớn, tâm lý các em có gì thay đổi? Hẳn nhiên, bên cạnh những niềm vui, sự háo hức, các em cũng sẽ có những lo lắng, hồi hộp. Đó là nỗi lo lắng khi có nhiều thầy cô giáo, bạn bè mới. Làm thế nào để thuộc tên, nhớ hết? Đó là nỗi lo sợ sẽ bị các anh chị lớp trên bắt nạt. Rồi sự thay đổi về giờ giấc học tập, vào học, ra chơi, liệu các em có theo kịp hay không? Đây cũng là độ tuổi mới lớn, các em bắt đầu muốn khẳng định bản thân, ấp ủ nhiều ước mơ, khát vọng. Vì muốn độc lập, muốn được tôn trọng, nên đôi khi những lời căn dặn, nhắc nhở hay giám sát của bố mẹ lại làm cho các em khó chịu. Đến độ tuổi này thì ý thức của các em về giới tính cũng sẽ trở nên rõ rệt hơn. Có thể các em sẽ quan tâm nhiều hơn đến vẻ bề ngoài, cách ăn mặc. Ý thức về giới len lỏi vào trong mối quan hệ bạn bè. Gán ghép bạn này với bạn khác là một trò đùa khá được ưa chuộng và đôi khi làm cho người bị gán ghép phải bối rối. Một số em ở độ tuổi này thì sẽ bắt đầu để ý đến những bạn khác giới. Đây là những rung động trong sáng buổi ban đầu có thể khiến cho các em muốn hoàn thiện mình để đẹp hơn trong mắt người ta. Sang bậc học trung học cơ sở, các em sẽ được làm quen với môi trường học tập hoàn toàn mới. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem chương trình học, phương pháp học và cách thức kiểm tra đánh giá có gì mới không nhé. Ở bậc trung học cơ sở, các em sẽ gặp lại những môn học đã thân quen ở bậc tiểu học. Đó là toán, tiếng Anh, tin học, lịch sử và địa lý, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật. Ngoài ra cũng sẽ có những môn học mới. Nhưng thực chất, đây chỉ là những tên gọi cho những môn đã học ở bậc tiểu học. Các em nhìn vào đây sẽ thấy, ngữ văn sẽ là tên gọi thay thế cho môn tiếng Việt. Môn khoa học được gọi là khoa học tự nhiên. Đạo đức được thay thế bằng giáo dục công dân và kỹ thuật thì sẽ được gọi là công nghệ. Tuy nhiên, kiến thức các môn học sẽ nhiều hơn, khó hơn. Nhưng các em cũng yên tâm nhé, bởi vì những giờ học ở bậc trung học cơ sở sẽ vô cùng thú vị. Các em sẽ được trực tiếp làm thí nghiệm hóa học, vật lý, thực hành đối với môn sinh học và công nghệ, học tập trải nghiệm, học tại thực địa, di sản đối với môn lịch sử và địa lý. Ngoài những môn đã học ở bậc tiểu học, thì các em cũng sẽ được học thêm những môn học mới hứa hẹn nhiều điều lý thú, đó là ngoại ngữ 2, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp và giáo dục địa phương. Tuy nhiên đến đây lại một điều băn khoăn được đặt ra, liệu phương pháp dạy học có gì khác so với tiểu học không nhỉ? Ở bậc trung học cơ sở, mỗi môn học sẽ do một giáo viên giảng dạy với nhiều phương pháp dạy học khác nhau. Tuy nhiên thì các thầy cô giáo đều hướng đến những phương pháp dạy học tích cực như dạy học theo dự án, dạy học hợp tác, dạy học gắn với di sản, thực địa, phương pháp thực hành, thí nghiệm, đóng vai. Cách kiểm tra, đánh giá ở bậc trung học cơ sở cũng khác nhiều so với tiểu học. Nếu ở tiểu học, các em chỉ tập trung vào hai bài kiểm tra mỗi học kỳ và chú trọng nhiều vào hai môn toán và tiếng Việt, thì ở bậc trung học cơ sở, số lượt kiểm tra sẽ nhiều hơn, bao gồm các lượt kiểm tra thường xuyên và định kỳ. Các em sẽ được kiểm tra, đánh giá theo nhiều hình thức khác nhau như hỏi đáp, bài viết, sản phẩm, hồ sơ học tập, dự án, thực hành, thí nghiệm. Kết quả kiểm tra, đánh giá của học sinh sẽ được tính trong suốt quá trình học tập. Mỗi môn học đều góp phần quyết định đến việc tính kết quả kiểm tra cuối năm, xét lên lớp và khen thưởng. Vậy, để tự tin bước vào môi trường học tập mới, đồng thời khám phá và chinh phục những môn học của lớp 6 một cách hiệu quả nhất,
các em học sinh cũng như các bậc làm cha, làm mẹ cần trang bị cho mình những gì? Chúng tôi sẽ cùng các em học sinh và các bậc phụ huynh đi tìm câu trả lời cho những băn khoăn ấy. Các em học sinh lớp 6 thân mến, có hai vấn đề mà các em cần lưu ý để chuẩn bị thật tốt cho năm học mới sắp tới. Vấn đề thứ nhất, hãy chú trọng việc hình thành và rèn luyện cho mình những kỹ năng sống cần thiết. Kỹ năng hàng đầu mà các em cần lưu ý đó là kỹ năng tự lập, tự chủ. Lên lớp 6, các em sẽ phải học nhiều môn học với nhiều thầy cô giáo khác nhau. Các thầy cô cũng sẽ không nhắc nhở nhiều hay cầm tay chỉ việc như khi các em còn học tiểu học. Vì vậy, để thích nghi nhanh với môi trường mới, các em cần có tinh thần tự giác, tự chủ trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Với rất nhiều những hoạt động giáo dục đa dạng cùng khối lượng bài tập không nhỏ ở bậc trung học cơ sở, việc lên thời gian biểu cho công việc hàng ngày của mình là hết sức cần thiết. Kỹ năng này không chỉ giúp cho các em chủ động hơn trong học tập, vui chơi, giải trí, mà còn hình thành cho các em một thói quen tốt, rất hữu ích trong cuộc sống sau này. Một bí kíp nhỏ đó chính là các em hãy tự trang bị cho mình một cuốn sổ tay ghi lại những công việc cần hoàn thành trong ngày. Chú ý những việc quan trọng cần được ưu tiên. Và hãy cố gắng hoàn thành những công việc đã được đề ra. Xa hơn thì các em có thể lập thời gian biểu cho tuần, cho tháng. Một kỹ năng nữa cũng không kém phần quan trọng mà chúng tôi muốn lưu ý các em, đó là kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Ở đây, chúng tôi muốn các em hãy tôn trọng và yêu quý bản thân, tự tin khẳng định bản thân, mạnh dạn trong giao tiếp. Tôn trọng, hợp tác, lắng nghe, học hỏi từ bạn bè, các anh chị và thầy cô. Gần gũi và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với thầy cô, bạn bè và bố mẹ. Đặc biệt là những vấn đề tế nhị về giới tính, các mối quan hệ trong nhà trường, trong cuộc sống. Các em hãy trao đổi với những người mà mình tin tưởng để tìm cách tháo gỡ. Một kỹ năng vô cùng quan trọng mà các em cần rèn luyện đó chính là kỹ năng tự bảo vệ bản thân và giải quyết xung đột. Môi trường mới sẽ đem đến cho các em nhiều mối quan hệ, trong đó có những mối quan hệ phức tạp, dễ dẫn đến xung đột. Vì vậy, các em cần học cách tự bảo vệ bản thân mình khỏi những cám dỗ của bạn bè và thế giới bên ngoài. Tránh xa các hiện tượng tiêu cực trong môi trường học đường như bạo lực học đường, hút thuốc lá điện tử, bỏ học chơi game. Chúng tôi muốn nhắn nhủ các em rằng trong những chiến thắng mà các em có thể giành được thì chiến thắng bản thân mình trước những cám dỗ là một điều vô cùng ý nghĩa. Các em thân mến, học tập vẫn luôn là nhiệm vụ hàng đầu của học sinh. Để đạt được mục tiêu học tập, các em cần phải trang bị cho mình những phương pháp, kỹ năng học tập phù hợp và đúng đắn. Đó được coi là chìa khóa vạn năng giúp các em mở cánh cửa tri thức của chương trình lớp 6 nói riêng và chương trình trung học cơ sở nói chung. Ngoài việc kế thừa những phương pháp học tập đã quen thuộc ở bậc tiểu học, chúng tôi khuyến khích các em vận dụng 5 phương pháp, kỹ năng học tập mới như sau. Trước hết là kỹ năng tự học. Tự học được coi là cách tối ưu để các em tự rèn luyện khả năng tư duy và năng lực tự chủ trong việc tiếp nhận tri thức. Để tự học có hiệu quả, các em cần làm được những việc sau. Lập kế hoạch và mục tiêu cho mỗi môn học. Tự đọc bài, tìm kiếm tài liệu và chọn lọc những thông tin, kiến thức cần ghi nhớ. Học cách ghi nhớ logic, hiểu sâu và thường xuyên ôn lại bài học. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã từng nói, trong cách học phải lấy tự học làm cốt. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các em hãy ghi nhớ thật sâu sắc và vận dụng thật tốt kỹ năng này nhé. Tiếp theo, chúng tôi muốn lưu ý về một kỹ năng mà đối với các em nó có thể sẽ vừa lạ vừa quen, đó là viết nhanh. Các em đã bước lên một bậc học mới, sẽ không còn những giờ tập đọc, những tiết luyện viết chính tả như ở lớp dưới nữa. Cấp học mới đòi hỏi các em phải kết hợp nhuần nhuyễn các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Bởi vậy, việc rèn luyện kỹ năng viết nhanh là một điều vô cùng quan trọng. Các em cần đẩy nhanh tốc độ ghi chép để có thể theo kịp bài giảng của thầy cô. Có một số mẹo nhỏ mà chúng tôi dành cho các em như sau. Ghi những thông tin chính yếu, quan trọng. Hình thành cho mình một hệ thống chữ viết tắt. Và đương nhiên, các em có thể sử dụng một vài cụm từ tiếng Anh để thay thế cho những cụm từ tiếng Việt quá dài. Các em cũng đừng quên chừa lại những khoảng trống trong vở ghi để khi về nhà thì chúng ta có thể xem lại sách giáo khoa và bổ sung những kiến thức cần thiết nhé. Các em ạ, kỹ năng này không khó, chỉ cần các em lưu ý và kiên trì luyện tập, chắc chắn rằng tốc độ ghi chép của các em sẽ nhanh chóng được cải thiện.
Kỹ năng tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu với các em sẽ giúp cho các em tiếp nhận khối lượng kiến thức lớn và đa dạng trong mỗi môn học ở chương trình trung học cơ sở. Đó là kỹ năng ghi nhớ logic. Để ghi nhớ logic, có hai điều mà các em cần lưu ý như sau. Phải hiểu ý nghĩa bài học. Lập dàn ý, sơ đồ hóa bài học bằng lược đồ tư duy. Đây là hai cách cực kỳ hữu ích để giúp cho các em nhớ sâu, nhớ lâu bài học. Một phương pháp học tập khác mà các em cũng cần phải rèn luyện đó chính là phương pháp thuyết trình phản biện. Lên lớp 6, các em sẽ phải thực hiện rất nhiều những bài tập thuyết trình, những dự án học tập. Và với việc hoàn thiện kỹ năng này, các em sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cũng như là quan điểm riêng của bản thân. Chúng tôi tin chắc rằng niềm vui học tập sẽ được nhân lên khi các em được là chính mình trong bất cứ hoạt động học tập nào mà các em tham gia. Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới các em là hãy tiếp cận kỹ năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0. Việc tiếp cận công nghệ thông tin để hỗ trợ học tập là điều rất cần thiết. Bên cạnh đó, một số phương pháp giảng dạy của các thầy cô giáo cũng đòi hỏi các em phải cập nhật và sử dụng thành thạo những ứng dụng công nghệ như Word, Excel, PowerPoint, Canva, Photoshop, đặc biệt là PowerPoint. Đây là một công cụ học tập mà các em sẽ phải sử dụng thường xuyên và liên tục trong nhiều bài học. Kính thưa các bậc phụ huynh, dù ở bất kỳ thời đại nào thì sự đồng hành của phụ huynh với các con trong cuộc sống, trong học tập cũng là rất cần thiết. Và ở lứa tuổi trung học cơ sở thì vai trò của bố mẹ lại càng phải được chú trọng hơn. Và sau đây là đôi lời nhắn gửi của chúng tôi đến các bậc phụ huynh có con đang chuẩn bị bước vào lớp 6. Về phương diện tâm lý, có hai vấn đề mà phụ huynh có thể làm để hỗ trợ các con. Trước hết, bố mẹ cần phải lắng nghe, quan sát và thấu hiểu con của mình bằng cách theo dõi, nắm bắt những thay đổi, chuyển biến về mặt tâm lý của các con trong từng suy nghĩ, cử chỉ và hành động. Lắng nghe những tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của các con về bạn bè, thầy cô, về trường học để động viên và chỉ dẫn kịp thời. Tôn trọng sở thích, đam mê, ước mơ, quan điểm riêng của con. Gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc và tin cậy nhất của mỗi con người. Và khi con trẻ được thấu hiểu, được lắng nghe thì các em sẽ được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh và từ đó thể hiện mình một cách tốt nhất. Chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, quan sát và thấu hiểu thôi thì chưa đủ. Mỗi người bố, người mẹ cần tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng các con. Có rất nhiều cách để các bậc phụ huynh thực hiện điều đó một cách chu đáo và hiệu quả. Và sau đây là một số mách nhỏ của chúng tôi. Giới thiệu với các con về ngôi trường mà các con sắp bước vào để tạo hứng thú cho các con. Cùng con xây dựng kế hoạch học tập, vui chơi và hỗ trợ con trong quá trình thực hiện. Tạo cơ hội cho con khám phá bản thân thông qua các bộ môn năng khiếu như văn nghệ, thể dục thể thao, mỹ thuật, STEM. Cùng con tìm ra sở trường và hạn chế để giúp con tự tin, mạnh dạn hơn. Giúp con hiểu được những thay đổi tự nhiên của độ tuổi mới lớn về mặt tâm lý, tình cảm và thể chất. Kịp thời ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực trong môi trường mới như mâu thuẫn, xích mích, bè phái, gây gỗ đánh nhau hay các tệ nạn trong môi trường học đường. Chặng đường phía trước của các con vẫn còn dài. Mỗi người bố, người mẹ hãy là những chuyên gia tâm lý, là người bạn đáng tin cậy của các con trên hành trình sắp tới nhé. Một điều nữa không thể thiếu trong hành trang của mỗi người bố, người mẹ có con đang chuẩn bị bước vào lớp 6, đó là sự đồng hành cùng con trong việc học tập. Chương trình mới chú trọng nhiều đến hoạt động trải nghiệm của học sinh, cùng với đó là sự chặt chẽ, đa dạng trong việc kiểm tra, đánh giá. Vì vậy, mỗi bố mẹ đều có thể trở thành một người thầy, một người bạn học, cùng con học tập, cùng con trải nghiệm. Những việc mà bố mẹ có thể làm là cùng con đọc sách, khám phá tri thức thông qua thực tiễn cuộc sống, qua Internet hay các phương tiện truyền thông. Để việc đọc, việc học có ý nghĩa, bố mẹ nên đặt ra các vấn đề để cùng con thảo luận, khuyến khích con nêu lên ý kiến, quan điểm riêng của bản thân. Cùng con tạo ra những sản phẩm học tập lý thú thông qua các hoạt động trải nghiệm đa dạng. Cùng con tìm ra phương pháp học tập đúng đắn và phù hợp. Bố mẹ cũng hãy chú ý đến việc rèn con tự học nữa nhé. Tự học là kỹ năng cao nhất mà mọi nền giáo dục để hướng tới. Để kích thích khả năng tư duy, sáng tạo cũng như nâng cao kết quả học tập cho con, bố mẹ cần tìm ra cách dạy con tự học đúng đắn và phù hợp.
Sau đây là một số lưu ý để bố mẹ rèn cho con kỹ năng tự học. Tập cho con tính tự giác, chủ động trong việc học. Không đặt áp lực học tập lên con. Cuối cùng, chúng tôi muốn mượn bức hình này để chia sẻ với các bậc phụ huynh về một vấn đề không mới nhưng vẫn đang tồn tại và để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm trong xã hội hiện nay. Nhìn vào bức hình này thì các bậc phụ huynh có suy nghĩ gì ạ? Vâng, bức hình minh họa cho những áp lực vô hình đang đè nặng lên tâm hồn non nớt của con trẻ. Áp lực ấy có thể đến từ gia đình, từ những người xung quanh và ngay cả từ chính bản thân các em. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, chúng sẽ tích tụ lại, lớn dần lên và đè nặng lên tâm trí của các em. Có những em vượt qua được, nhưng có những em chỉ biết chống cự yếu ớt, thậm chí là gục ngã trước những tảng đá vô hình ấy. Sự kỳ vọng quá mức sẽ trở thành động lực hay áp lực cho các em. Thực tế cho thấy có những người bố, người mẹ vẫn đang tự gây áp lực cho mình và chuyển áp lực đó sang con mình, rằng con mình phải nổi trội, phải giỏi, thậm chí là đánh đổi cả sự hồn nhiên của con trẻ để đạt được những mục tiêu mà người lớn đặt ra. Thói quen cố hữu luôn coi trọng điểm số, thành tích đã khiến cho bố mẹ phải gồng mình trong cuộc chạy đua thành tích vô nghĩa. Học kiến thức là việc cả đời. Cái nhìn tích cực của bố mẹ sẽ ảnh hưởng tốt đến con cái. Đừng để con thấy học tập là một việc bắt buộc mà hãy biến nó thành một sở thích, một thú vui. Chúng tôi tin chắc rằng nếu mỗi bậc phụ huynh đều coi việc học tập của con mình thật nhẹ nhàng thì với các em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chúng tôi xin mượn câu văn của tác giả Lý Lan để nói hộ cho nỗi lòng của những người bố, người mẹ đang có con chuẩn bị bước những bước đầu tiên vào ngôi trường mới. Đi đi con, hãy can đảm lên, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra. Chúc cho các em lớp 6 sẽ có một năm học mới với thật nhiều niềm vui nhé!